Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdet Heng Samrin dẫn đầu và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2019 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Kính thưa quý vị, chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 5 dự kiến có các nội dung: buổi sáng Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đầu tư công sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư công sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật lực lượng dự bị động viên, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật lực lượng dự bị động viên và dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Các báo số ra sáng nay đưa đậm tin bài về kỳ họp. Hôm qua, Quốc hội làm việc cả ngày về giám sát tối cao thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Có 32 đại biểu tham gia phát biểu và một đại biểu tham gia tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao và tán thành với báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 và ghi nhận đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định qua thảo luận các ý kiến đại biểu cho rằng đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Hôm nay ngày 28 tháng 5, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư công sửa đổi. Đây là dự án luật thu hút nhiều sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, các địa phương trong thời gian qua. Theo chương trình, thì dự án luật đầu tư công sửa đổi sẽ được thông qua trong kỳ họp thứ 7 này. Việc này là rất cần thiết bởi Chính phủ chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, do đó cần phải sớm thông qua luật đầu tư công sửa đổi để làm cơ sở xây dựng kế hoạch. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi đến đại biểu Quốc hội danh sách 5 nhóm vấn đề, 4 bộ trưởng, 1 trưởng ngành dự kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 7 để chọn 4 vị đăng đàn trả lời chất vấn. Cuối giờ chiều ngày 27 tháng 5, kết quả bỏ phiếu đã chọn 4 lĩnh vực để chất vấn liên quan đến các Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Các phiên chất vấn trả lời chất vấn bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 và diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Thưa quý vị, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hà Lan và Đức từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 5. Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến thăm này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh chuyến đi đã giúp phác họa rõ bức tranh tương lai 5 đến 10 năm tới của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày làm việc tại Hà Lan, đoàn đã có 19 buổi làm việc với chính quyền, các doanh nghiệp, các cơ sở đại học, đối tác. Trong đó, đoàn đã chào xã giao Phó Thủ tướng, làm việc với một bộ trưởng, một thứ trưởng của Hà Lan và lãnh đạo thành phố Eindhoven. Trong 3 ngày ở Đức, đoàn đã trao đổi với Chủ tịch Quốc hội bang Hessen, làm việc với thị trưởng thành phố Frankfurt và Đại học Kỹ thuật Darmstadt. Đặc biệt trong chuyến đi này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã ký các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với Bộ Quản lý Tài nguyên nước và Hạ tầng của Hà Lan về chương trình quản lý nước tổng hợp cho thành phố Hồ Chí Minh, ký chương trình hợp tác dài hạn hỗ trợ các giải pháp khắc phục ngập nước của thành phố Hồ Chí Minh một cách đồng bộ và đảm bảo cung cấp nước sạch cho 10 triệu người dân thành phố trong tương lai. Tại Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cũng đã ký với Ngài Thị trưởng thành phố Frankfurt một chương trình hợp tác với thành phố Frankfurt trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính dựa trên kinh nghiệm của thành phố Frankfurt. Thứ nhất là xác định là đây là những cái đối tác lâu dài với chúng ta, đáp ứng nhu cầu của thành phố với những về thách thức lớn như về chống ngập, cung cấp nước sạch và cả xử lý nước thải. Chúng tôi đã tham quan những cái cơ sở xử lý nước thải của Hà Lan, là họ không có dùng hóa chất. Toàn bộ nước thải ra chỉ dùng vi sinh và giải quyết, không hề dùng đến hóa chất. Cái nội dung lớn thứ hai mà chúng đặt ra là tìm được hướng giải pháp cho thành phố
Đây là vấn đề rất là mừng. Nếu như vậy là vấn đề cung cấp nước cho thành phố 10 năm tới cho 10 triệu dân thì đối tác chiến lược chính là Hà Lan, và họ thỏa thuận với mình. Vấn đề xử lý nước thải có mô hình, vấn đề chống ngập đã có mô hình. Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm ứng dụng khoa học và công nghệ để phục vụ quá trình xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo. Trong chuyến đi, đoàn đã làm việc tại thành phố Eindhoven, Hà Lan và thành phố Darmstadt, nước Đức, được xem là thủ phủ về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI của hai nước. Thì việc thăm hai thành phố Darmstadt và Eindhoven đã cung cấp những cái mô hình rất là tốt cho thành phố. Một mặt khẳng định là chúng ta đã chọn đúng hướng. Hai là đây là những đối tác có mô hình tương tự, có thể học tập kinh nghiệm được. Và trong đó có hướng rất mới đối với thành phố Việt Nam, đó là trí tuệ nhân tạo. Thì đã làm việc với các cái chuyên gia ở hai cái thành phố này, hai trung tâm này. Họ giúp chúng ta có một cái tầm nhìn về cái diễn tiến của cách mạng 4.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khoảng 5 năm tới. Điều này rất có lợi cho thành phố. Và qua cái gặp gỡ thì họ đều sẵn sàng nhận cán bộ của mình sang đây để hỗ trợ đào tạo và sau này hợp tác cả trên lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo. Ngoài việc định hướng rõ tầm nhìn và xác định mục tiêu phát triển, chuyến đi còn là dịp để thành phố Hồ Chí Minh rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính. Buổi làm việc với Hội đồng Tài chính của thành phố Frankfurt, trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu và thế giới, đã mở ra bức tranh tương lai của thành phố Hồ Chí Minh 5 đến 10 năm tới với nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Trong chuyến đi, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hai buổi làm việc với các doanh nghiệp, giới thiệu đến các đối tác Hà Lan và Đức tiềm năng của thành phố trong các lĩnh vực mà phía bạn có thế mạnh như xây dựng hạ tầng, xây dựng đô thị sáng tạo, gắn kết với các trường đại học, khu công nghệ cao, đầu tư phát triển trí tuệ nhân tạo, cũng như khẳng định nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc cải thiện thủ tục đầu tư theo hướng thông thoáng và đảm bảo quyền lợi cho các bên. Với truyền thống và uy tín giáo dục nghề nghiệp, sắp tới bang Hessen sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng triển khai chương trình phát triển đào tạo nghề thành phố với sự tham gia của các doanh nghiệp Đức đang đầu tư ở phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi lần này cơ bản đã đáp ứng và hoàn thành các mục tiêu đề ra trước đó. Lãnh đạo thành phố và các sở ngành cam kết phát huy tốt kết quả đạt được, vừa xây dựng đề án cho Đại hội 11 Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai các việc làm cụ thể ngay trong giai đoạn 2019-2020. Trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng được thắt chặt, sẽ là tiền đề để Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa những ký kết hợp tác với các tỉnh thành phố Nga bằng những công trình phần việc cụ thể. Đó là khẳng định của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh với Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga. Trân trọng sự tiếp đón chân tình, nồng ấm của tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dự kiến thành lập trung tâm văn hóa du lịch kinh tế tại Saint Petersburg vào tháng 6 năm 2020. Bệnh viện Ung bướu thành phố sẽ gửi hai bác sĩ đến viện nghiên cứu thực hành lâm sàng chuyên khoa ung bướu Saint Petersburg để học tập, đào tạo thông qua ký kết tại diễn đàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg ngày 24 tháng 5 vừa qua. Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với các địa phương Nga ở cả cấp thành phố lẫn cấp quận trên các lĩnh vực du lịch, y tế, cấp thoát nước bằng những dự án cụ thể. Đại sứ Ngô Đức Mạnh chia sẻ, với thế mạnh trong các lĩnh vực giao thông, xử lý nước thải, giáo dục, thì Saint Petersburg nói riêng và Nga nói chung sẽ là những đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ những vấn đề mà Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện như xây dựng đô thị thông minh, giải quyết kẹt xe, ô nhiễm. Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng tập thể cán bộ công nhân viên đại sứ quán sẽ tiếp tục là những cầu nối hiệu quả tích cực, gắn kết chặt chẽ cộng đồng người Việt Nam tại Nga với quê hương đất nước và sẽ tiếp tục kêu gọi những nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại các tin tức trong nước, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, các địa phương cần rà soát và xây dựng lại kịch bản phòng chống dịch tả heo châu Phi, không tái đàn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đồng thời đảm bảo công tác an toàn sinh học. Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại các tỉnh phía Nam từ ngày 11 tháng 4 với một ổ dịch ở tỉnh Hậu Giang. Đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại hơn 30 xã của 16 huyện thuộc 8 tỉnh, gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.
Tổng số heo mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy gần 5.000 con, chiếm 0,08% tổng đàn heo trong khu vực. Mặc dù cái số lượng này là nhỏ, nhưng chúng tôi đánh giá thời gian tới là rất nguy hiểm. Bởi vì một là trong cái các tỉnh Tây Nam Bộ chúng ta thì cái điều kiện chăn nuôi quy mô hộ nhỏ lẻ vẫn còn rất là nhiều. Thứ hai, đây là vùng đất đặc thù rất là thấp. Thứ ba nữa, thời tiết hiện nay là vào mùa mưa vùng này. Mà đây là những điều kiện rất lý tưởng để cho cái bệnh dịch tả phát triển. Nếu chúng ta không có chế tốt, sẽ toàn bộ những số địa phương còn lại là sẽ bị bệnh. Cái điểm thứ hai là những hộ chăn nuôi lớn rồi bệnh cũng sẽ phát triển vào. Chính vì thế sẽ gây nên cái tác hại rất lớn. Phát hiện sớm, xử lý ngay là một trong những yếu tố rất quan trọng để xử lý dịch bệnh có hiệu quả. Tuy nhiên, việc xử lý cần phải thực hiện triệt để và đồng bộ toàn vùng. Đồng thời, các tỉnh phải xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ khác nhau, tránh tình trạng ban đầu hăng hái về sau lơ là. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các tỉnh phía Nam phải gấp rút tổng rà soát lại phương án phòng và dập dịch, đồng thời xây dựng kịch bản mới với những phương án đầy đủ, hoàn chỉnh nhất và phải lường trước được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh trong thời gian sắp tới. Xử lý môi trường tổng thể, an toàn sinh học cho tất cả các cơ sở nuôi từ hộ nhỏ đến hộ lớn. Đây là bài học nhãn tiền rút ra. Vừa rồi ở đâu làm tốt thì rõ ràng hạn chế được bệnh. Từ công tác thú y cho đến công tác chỉ đạo, cho đến tổ chức thực hiện, cho đến điều kiện đảm bảo là từng địa phương phải hoàn chỉnh, từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố phải tổng rà soát lại. Tất cả từ người dân đến chính quyền phải vào cuộc một cách quyết liệt mới có thể dập được dịch. Người đứng đầu chính quyền sẽ phải chịu trách nhiệm. Cùng với đó, địa phương phải chủ động có những chính sách kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong công tác vệ sinh, tiêu độc. Đặc biệt, đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, công tác xử lý, tiêu hủy, chôn lắp xác heo nhiễm bệnh phải hết sức chú trọng, bởi với tình hình địa hình, khí hậu ở đây, việc tác động ảnh hưởng đến môi trường là rất nghiêm trọng. Bộ trưởng cũng yêu cầu các hộ nông dân không tái đàn trong thời điểm này, trừ khi dịch đã ổn định, khi cơ quan quản lý thông báo cụ thể thì mới có thể tái đàn. Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định công bố hết dịch đối với bệnh dịch tả heo châu Phi tại ấp Tân Đạt, xã Đồi 61. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Đồng Nai xuất hiện dịch tả heo châu Phi và cũng là xã đầu tiên công bố hết dịch. Trở lại các nội dung điểm báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến gần 1.000 tấn cá bè chết trên sông La Ngà, đoạn qua hai xã La Ngà và Phú Ngọc, huyện Định Quán là do biến động bất lợi của môi trường nước. Khi mưa lớn đã kéo các vật chất, rác thải hữu cơ từ thượng nguồn xuống, làm thay đổi môi trường đột ngột, khiến hàm lượng oxy hòa tan thấp, dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt. Tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với huyện Định Quán sớm ra kết luận chính thức để trên cơ sở đó có quyết định hỗ trợ đối với những hộ dân bị thiệt hại. Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư các công trình giao thông TP.HCM Nguyễn Vĩnh Ninh cho biết tháng 8 khởi công xóa ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Hiện nay đang tổ chức bán hồ sơ mời thầu, dự kiến ngày 14 tháng 6 sẽ tổ chức đấu thầu. Theo kế hoạch được duyệt thì chiều dài toàn tuyến khoảng 3,2 km sẽ được cải tạo gồm các hạng mục hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, mặt đường, tổng mức đầu tư dự án gần 473 tỷ đồng. Bất động sản cần nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn, nhưng hiện tại thị trường lại phụ thuộc vào hai dòng vốn chính là tín dụng ngân hàng và nguồn vốn huy động trước từ người mua. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu, hiện các quy định pháp lý về quỹ đầu tư bất động sản vẫn chưa rạch ròi về loại hình, cần có lộ trình hình thành nhiều quỹ đầu tư để tạo ra một trong những kênh cung cấp vốn ổn định cho thị trường. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng hơn 15.000 người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động. Việc tìm kiếm việc làm ngoài sự hỗ trợ của các sở ban ngành thành phố là sự vươn lên để khẳng định bản thân, đóng góp sức mình cho xã hội. Đây là cơ sở tranh giấy khuyết tật của chị Trần Thị Thúy Vi, ngụ quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian chị nỗ lực học hỏi, vừa học vừa làm cũng như giúp việc làm cho những người cùng cảnh ngộ, hiện chị đã tốt nghiệp trung cấp đồ họa và đại học mỹ thuật thành phố. Từ năm 3 đại học
thì mình đã tham gia vào câu lạc bộ sáng tạo của trường và mình đã có những cái ý tưởng là sau khi tốt nghiệp đại học mình sẽ mở ra một cái công việc để tạo điều kiện công việc làm cho các bạn khuyết tật cùng cảnh ngộ với mình ở trong hội. Cũng với nghị lực của bản thân, chị Nguyễn Thị Diệu Linh, ngụ quận 7, cũng là gương phấn đấu vươn lên trong học tập, làm việc. Mặc dù gia đình không có mong muốn vì nói là tôi là khuyết tật, không có cho di chuyển nhiều, nhưng mà tôi vẫn vì cái niềm đam mê đó tôi vẫn làm theo cái sự quyết định của mình. Tôi muốn xã hội nhìn người khuyết tật là tàn mà không phế. Chị Linh là một người nhiệt tình, chị dạy em làm các sản phẩm kích cơm, tạo công ăn việc làm cho em có thu nhập ổn định để tự nuôi sống bản thân. Cũng hay rủ mình đi giữ mấy cái hội thảo đó để mình giao lưu với cộng đồng để mình không còn mặc cảm tự ti nữa. Tại ngày hội vẻ đẹp vầng trăng khuyết do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đã tuyên dương nhiều gương phụ nữ khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chúng tôi tạo cái phương tiện sinh kế như là trao vốn cho các chị học nghề, mở những cái tiệm tạp hóa nhỏ hoặc là thành những ngày kết cườm. Vì với những cái phương tiện sinh kế đó, trao vốn đó thì các chị cũng đã cải thiện dần cuộc sống của mình và từng bước để mà thoát đi, giảm bớt đi những khó khăn. Dập dìu từng bước đi. Văn học du ký đang thu hút lượng lớn độc giả. Đầu tuần này, công ty Alpha Books đã phát hành quyển Đi như tờ giấy trắng của tác giả Trần Thùy Linh. Những trang sách đầy màu sắc thú vị đã làm nên phong cách rất riêng của nữ họa sĩ nhà văn này. Các trang du ký kể lại cảm nhận của một nghệ sĩ yêu tự do, thiên nhiên và những chuyến đi. Miền đất lạ có Mông Cổ, Australia, Đức, Ai Cập. Miền đất quen có vùng Tây Bắc, Huế, Ninh Bình, miền Tây sông nước. Từ đó hình thành xu hướng du lịch, biến mình thành tờ giấy trắng khi tiếp cận những vùng đất mới. Bạn đừng áp đặt những cái định kiến hay những cái thiên kiến của mình lên cái nơi chốn đó hay lên những con người đó. Hãy đi như tờ giấy trắng, bởi vì bản thân bạn chính là điểm kết nối giữa nơi đi và nơi đến. Tự bạn, bạn sẽ cảm nhận được về cái nơi đó. Một vầng thái dương rừng rực đỏ, vùng vụt trôi trong không trung, mang theo những áng mây màu cam, hồng, vàng, rồi nhanh chóng biến mất sau rừng cây. Chị đã hòa lại những cảm xúc của mình đến từng chi tiết về chiều hoàng hôn châu Phi. Cuộc gặp gỡ rất tình cờ, mà còn là những cái cỏ cây hoa lá mà thường thì không được ai chú ý tới. Thì những cái điều đó nó luôn luôn hiện hiện trong các bức tranh cũng như trong các cái bài viết của mình. Mang đến sự đa dạng cho cuộc sống, cho văn học và đó là cái độc giả cần. Hy vọng Đi như tờ giấy trắng sẽ được đón nhận trong tâm thế này. Dự kiến tháng 10 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Theo đó, học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhà trường là những người trực tiếp tham gia xây dựng thông tư này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.